Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Anh Thắng rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay để cùng cập nhật những tin tức thời sự Hưng Yên, tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Theo công văn của Sở Y tế, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm 2022 đã phát hiện 412 trường hợp mắc bệnh do virus adeno, trong đó có 76% có chỉ định nhập viện. Số mắc có xu hướng tăng từ tháng 8 năm 2022 đến nay và đã ghi nhận 6 trường hợp tử vong. Để chủ động phòng chống bệnh do virus adeno trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế gửi công văn chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện tốt một số nội dung như tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch virus adeno, triển khai xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, báo cáo kịp thời đầy đủ tình hình dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt công tác thu dung, cách ly điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo, hướng dẫn người chăm sóc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về nguy cơ nhiễm bệnh và tuân thủ các biện pháp dự phòng lây nhiễm bệnh, không để lây lan và bùng phát các ổ dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh. Những năm qua, Quỹ Tình Thương hay gọi tắt là TIM đã hỗ trợ vay vốn tiết kiệm giúp những người phụ nữ nghèo ở tỉnh Hưng Yên phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống, thậm chí họ còn trở thành những tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Đến nay, Quỹ TIM chi nhánh Hưng Yên có khoảng 9.000 hội viên phụ nữ tham gia với số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng, dư nợ 93 tỷ và giúp 350 chị em phụ nữ thoát nghèo, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ, không chỉ hoạt động trong việc hỗ trợ vay vốn đối với chị em phụ nữ. Quỹ Tình Thương chi nhánh Hưng Yên còn có những hoạt động cộng đồng thiết thực, tổ chức thành viên một lần một năm được khám bệnh miễn phí và cấp thuốc, hỗ trợ 40 triệu đồng một gia đình thành viên khi xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ tiền cho con em các thành viên trong quỹ có hoàn cảnh khó khăn. Không những góp phần bảo vệ môi trường mà còn gây được quỹ phục vụ hoạt động. Đó là kết quả từ khi Chi hội Liên hiệp Phụ nữ Tổ dân phố Bách Sậy, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên thực hiện phân loại rác thải. Ngay sau khi thành lập câu lạc bộ hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần từ tháng 4 năm 2022 đến nay, Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Bãi Sậy đã tuyên truyền vận động cho 130 hội viên thực hiện và đã đi vào nền nếp. Ngoài đi chợ bằng làn nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông, phân loại rác ngay trong hộ gia đình, chị em phụ nữ còn nhặt phế liệu từ các nơi công cộng, thu gom tại nhà, sau đó tập kết tại nhà văn hóa. Nguồn kinh phí bán phế liệu được dùng để gây quỹ và hỗ trợ chị em, các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Khoảng 10 giờ sáng ngày 5 tháng 10, tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và xe đạp điện, khiến một người nguy kịch. Theo người dân cho biết, xe mô tô mang biển kiểm soát 16K23749 do hai em học sinh tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Phù Cừ lưu thông trên phố Quốc Hoa khi tới ngã tư giao với phố Nguyễn Du đã va chạm với một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện. Hậu quả khiến người điều khiển xe đạp điện bị thương nặng ở vùng đầu, hai học sinh bị xây sát. Ngay sau đó, xe cấp cứu đã đưa người bị thương vào viện. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt kịp thời phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ việc. Bộ trưởng Bộ Tư pháp có văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương trả lời kiến nghị của cử tri. Trong đó, cử tri đề nghị tăng chế tài xử phạt cao nhất lên tử hình đối với tội phạm về tham nhũng kinh tế lớn, làm thất thoát tài sản của nhà nước. Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho hay Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã dành một chương 23 quy định các tội phạm về chức vụ gồm 15 điều cụ thể, quy định người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý giá trị 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại vì tài sản 5 tỷ đồng trở lên, người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào cho chính bản thân người đó hoặc cho người tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, mà của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên. Như vậy, theo Bộ Tư pháp, Bộ Luật Hình sự đã có quy định về việc áp dụng hình phạt tử hình đối với trường hợp tham ô nhận hối lộ với giá trị tài sản 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên. Cơ quan an ninh điều tra đang mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.
Theo đó, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Hồng Hà, nguyên cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản về tội nhận hối lộ, bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bị can Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Hà và Hoàng Anh Kiếm nêu trên. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt tạm giam Đinh Cẩm Vân, nguyên giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa. Bị can Đinh Cẩm Vân bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ. Theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự, cùng ngày cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của Đinh Cẩm Vân. Trước đó, ngày 16 tháng 6 năm 2012, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower, địa chỉ tại số 3 đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. 7 lô đất bỏ hoang sẽ được thành phố Hà Nội thu hồi và giao cho quận Hoàng Mai đầu tư quản lý nhằm giảm áp lực thiếu trường công lập trên địa bàn. Đó là kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Hoàng Mai về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và nhiều vấn đề liên quan. Theo đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, quận Hoàng Mai kiến nghị Hà Nội chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị bàn giao lại 7 ô đất bị bỏ hoang để đầu tư trường học công lập. Quận cũng đề nghị thành phố chỉ đạo các nhà đầu tư sớm triển khai xây dựng trường trên diện tích này. Trước kiến nghị của quận Hoàng Mai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai khẩn trương làm việc với HUD để đôn đốc bàn giao dứt điểm các ô đất xây trường về quận quản lý đầu tư trong năm 2022. Thông tin về dự kiến các khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh tại trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn ở thành phố Hồ Chí Minh đang gây chú ý khi có những lớp đưa ra thu chi lên tới hàng trăm triệu đồng. Tại trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, ban phụ huynh nhiều lớp đưa ra mức dự kiến thu rất lớn, trong đó tại lớp 9/12, bảng dự toán thu chi lên đến 270 triệu đồng một năm. Số tiền trên bao gồm các khoản cơ bản, quà tặng 20 tháng 11 và quà Tết chi cho học sinh. Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp 9/12 trên cho hay, vì năm nay là năm cuối cấp của các con, do đó phụ huynh muốn chi mạnh hơn các năm học trước để học sinh có kinh phí thực hiện nhiều hoạt động, giúp có thêm nhiều trải nghiệm, nhiều kỷ niệm đẹp trong năm học cuối cấp. Trước phản ánh của phụ huynh học sinh, lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm trao đổi với cha mẹ học sinh của lớp và dừng ngay việc kêu gọi thu tiền như trên. Phi hành gia người Italia Samantha Cristoforetti, người phụ nữ châu Âu đầu tiên chỉ huy trạm vũ trụ quốc tế ISS, vừa qua đã có cuộc trò chuyện trực tuyến với trẻ em gái nhằm khơi dậy niềm đam mê khám phá vũ trụ. Nữ chỉ huy đã dành thời gian để mô tả một thí nghiệm được thực hiện trên ISS, cũng như trả lời câu hỏi của 5 cô gái từ 8 đến 11 tuổi ở khắp châu Âu. Samantha và búp bê Barbie mặc bộ đồ vũ trụ lơ lửng trong tình trạng không trọng lực. Cuộc trò chuyện video là một phần của dự án nhằm truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Hoạt động cũng đánh dấu tuần lễ vũ trụ thế giới kéo dài từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10. Mới đây, cuộc đua lạc đà thường niên tại Jordani đã được thổi làn gió hiện đại với sự xuất hiện của những con robot thay thế con người. Trong cuộc đua này, mỗi robot được thiết kế nhỏ gọn, cao khoảng 30cm, được cố định trên lưng lạc đà. Do đó, robot không ảnh hưởng tới quá trình chạy đua của lạc đà. Ngay khi cuộc đua bắt đầu, những tay đua chạy hết sức mình đua tranh về đích, trong khi đó những người chủ sở hữu đi ô tô bên ngoài để cổ vũ và quan trọng hơn là đảm bảo tay đua của mình chạy đúng hướng. Đua lạc đà là một thú vui nổi tiếng ở vùng Trung Đông, nhiều cuộc đua được tổ chức tại các quốc gia trong khu vực. Chính phủ Chile mới đây công bố dự án công viên quốc gia ở khu vực phía nam sa mạc Atacama nhằm bảo vệ hiện tượng sa mạc nở hoa độc đáo tại đây. Trong thông báo ngày 2 tháng 10, Tổng thống Chile cho biết sẽ thành lập công viên quốc gia Deserto Florido tại khu vực này, nằm cách thủ đô Santiago 700 km về phía bắc. Công viên dự kiến chính thức được thành lập vào đầu năm 2023. Tại sa mạc khô cằn nhất thế giới Atacama, cứ 3 năm một lần, nơi đây lại được bao phủ bởi một tấm thảm hoa rực rỡ với gần 200 loài. Việc thành lập công viên quốc gia nhằm bảo vệ sự đa dạng sinh học độc đáo ở khu vực. Trên thế giới, chỉ có 3 quốc gia có sa mạc nở hoa là Mỹ, Australia và Chile. Quý vị và các bạn thân mến,
Thời lượng của bản tin 18 giờ 30 phút ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.